Hello, chào mọi người nha. Mấy nay mưa gió quá, mình không có đi thăm chuột, không có đi bắt chuột nữa. Ra chở mồi qua đi thăm bẫy rắn. Mình thì mình làm đủ thứ chứ, dân lưới bẫy rắn hay là xịt cá này kia. Anh em nào muốn xem cái gì đó thì bình luận ở dưới rồi mình làm nha. Quá trời khó đi rồi. Sáng giờ thăm mấy cái chưa dính rồi. Cái này dính còn không hành được rồi. Còn này nửa ký ạ. Rồi chở mồi im quá chứ. Đặt cái xe cua lại. Đặt cái này lại xong để anh bắt này. Đường đi khó quá. Chui bụi không à. Chen 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 chen. Ây da. Con này chắc nửa ký à. Nhiều bắt đi. Mở bao ra nhiều. Mở bao ra. Tầm nửa ký. Bắt ra mới biết được. Nhìn trong ấy mình không hết. Cho nhìn nó bắt ra đây. Nhiều bắt được không? Để mày bắt đi. Trời con này đâu chạy, đâu cắn nữa. Ngồi xuống nè. Ngồi xuống. Đứng làm gì, ai hành gì mày đâu, mày đứng. Trời ơi, mà giục mất tiêu con thun luôn đi, ông nội. Mất mở luôn con thun này luôn. Đau được rồi. Trời ơi, con thân. Sao nó chạy mình hết rồi ta? Nó làm gì chạy mình hết rồi? Chạy nó đâu có chạy đâu, nó sẵn mình hết. Ừ, con này có 7-8 cân nhìn lật nhìn kỹ nè, cầm lên chỉ cho bóp hơn rồi đó, để xuống sọt qua đưa nó tọt ra chậm lắm. Khỏi thở không, cứ để bình thường đi cho nó cầm nha. Để nó bò lên luôn, chả bò lên luôn, đừng có không con bắt được. Rồi cho nó bò lên luôn nè. Bô nha. Bô đi, bô đi. Rửa cái hả? Quá trời nó dơ rồi. Cục đất nó lâu vô á. Đó, một con đầu tiên nha anh em. Tàu lao. Nó nại đó. Rồi để con. Rồi ok. Tới cái khác mình đi tiếp nha anh em. Ok. Để tụi xanh các bạn ơi. Chủ trong bẫy hay gì? Cắn lộn. Tới đi. Bị ăn đứt đầu rồi. Con mèo. Chỉ có con mèo mới làm được điều đó. Con rắn là nó quất hết anh chuột rồi, dễ vậy tha. Ủa còn chỗ bứt cây chuối nữa. Hết đường phải không? Trở lại, thả nó đi nha. Cái bịch lúa ở đây nó đi trở lại. Lạc một cái, xách cái bẫy nó luôn nhiều. Bỏ nó. Đâu rồi. Thank you.
nữa à, anh em ơi. Nay mưa gió quá trời. Anh thắt khu. Nãy không dính gì hết. Ê nhiều. Ở dưới đó đó. Thấy đâu ơi chú khô đó không? Lấy bịch lúa thôi, xách chỉ giỏ dưới chợ mệt. Cậy nó luôn đi, không có gì trống chứ. Coi chừng cái đầu hôm nha nhiều. Có không? Dùm anh. Nhẹ không? Trời ơi, nghĩ sao con rắn không ấy mà mày nói con chuột nó sống. cái chú nhiên ngoài. Rồi đi nhiều ơi. Ở đó không ai lấy đâu, lấy mắt à. Chữ, mày chữ nó quấn mày luôn. Hôm mốt nó còn đặt tên ít là bảy tặc nó vô bình luận. Ừ. Thôi lại chữa bảy lại mấy. Thôi lấy luôn bảy luôn à. Ủa chú Nghi hình như bữa nay bị đốm rồi hả ta? Đấy. Cái gì hồi quay lại kiếp. Hút hay gì rồi? Đây nè, chú nghiêng này nè. Kìa, dưới mấy sông nghiêng lên nè, cây này mới nghiêng ta. Về lại dưới đây nè. Xuống coi có không rồi. Chú này kèo này thấy không giống nữa. Không có hiệu dạch bư gì hết trơn hả? Sao không phải quá. Ai biết, đi tới mày ơi. Không phải chú này à, chú này chắc mới bị mưa gió lạc nó nghiêng. Không nhớ. Ngồi xuống những chỗ nào mà cái chuối người ta chặt người ta giục con đống á. Chắc là thuốc rồi, hay là cây nản, hay nản cây nghiêng nữa kìa. Quá trời rồi. Nhớ bữa hôm là đặt hai cái kế bên. Chắc là thuốc rồi. Để thăm cái đầu kia trước đi. Không, bữa hôm mà nguyên một đống chuối nó chặt nó giục. Móc đâu anh, móc vô cái hộp rồi. Tại không có gì làm dấu á. Thôi mình lên đây mình thăm cái này luôn đi. Phải ở đó không? Phải đó không? Có hỏi là nguyên cái đống cây chuối. Con dở cây chuối này lên, con dở lên cây chuối kia. Chắc là nó ở dưới khúc dưới kia chứ không phải trên này đâu. Mình lên mình thăm cái kia rồi mình quay lại mình lấy nó. Hợp lý không anh nhiều? Hợp lý không? Làm ly rất lạnh đi anh ơi. Hết tiền mua xì tên rồi. Anh đặt bảy kiểu này đây mà tiền đâu mà mua xì tên. Ở dân lưới không nhiều? Nhà tao chứ đâu. Mà thôi, không biết bơi, bơi hồi xây vòng tròn tao dính xong luôn nữa. Cái này nước sâu lắm, tao vớt mày không nổi đâu. Thôi, mới dạy cái con khóa không dám bơi với mày. Thôi. Mày bơi ngồi trôi mất tiêu luôn. Dễ ăn quá. Tới đầu bờ thì đi xuống thăm. Đâu phải đường này, đi lên đầu bờ mà. Đường nào vậy? Đường nào? Cậy luôn đi. Dở cái chú lên lụm gắn nửa ký rồi. Tin tưởng thấy đều chú á. Hết ấy đó. Chừng chú đạp lên giờ. Ừ. Tình hình sao rồi? Đừng nói chuột chết nha. Chết nữa hả? Thôi đúng không? Tại sao lại không dính ta? Chỗ này im mà. Vô lý.
lẽ rắn bên đây bị tiêu diệt hết rồi. Để nó chú lại. Rồi, vậy được rồi. Rồi. Tiêu rồi, quay lại. Quay lại cái bãi cũ. Leo lên. Đi, ngồi tao tưởng chậm chuối nữa. Tao tưởng chậm chuối. Bến nè. Đi chơi đi. Có đường đi nè. Khó ăn quá ta ơi. Ừ, đi kiếm ăn mà khó ăn quá, chắc trở về đào chuột tiếp quá ha. Không dính nó mệt chứ sao, không dính thì nó khác. Không dính rồi. Không dính. Bữa hổm hai cái bẫy cái bên à, nó cách nhau chừng 4-5 mét à. Dốc đi im quá mà không dính. Đúng, mới. Không dính cái đổ thừa vậy đi. Mấy cái đường nước ngập chết hết rồi, tao thay hết rồi mày nói gì vậy? Tao về chỗ khác, bữa hôm tao về đi đó. Rồi tiếp tục đi thăm luôn. Trong góc này nè nhiều vô quất mở hàng có nhiều hôi hụi. Thôi bên đó người ta chặt cỏ, góc này êm hơn. Hụi nó nhiều, hụi chót nó nhiều, dở còn nặng không, nó hút chổng nó nhiều nhẹ hả không đỡ không đi thôi. Đi bỏ lúa vô ngồi. Góc này vậy đây không có ta. Đại lên người ta chặt cỏ đó. Tụi tao nhậu anh kia kia đó đi. Trong cái lùm thấy vậy chứ nó bò vô mấy cái góc này im hả. Nó bò đường nào nó cũng phải bò ngang góc này hả. Rồi đi ra. Con tu không tình yêu. Rồi con tu không tình yêu luôn. Mấy cái hẻm hẻm này nước lên gì có lương không ta. Con cá rô, con cá lóc đồ nó lóc mà. Trước đây. Đỡ cá rô, cá lóc. Cá lóc rồi nó lóc rồi. Cá rô nó vẫn lóc. Cái này hư thôi mà còn cái ở nhà. Hai cái luôn chứ. Quất nhiều. Quận mai cuối cùng của mày đó nhiều. Rồi cái cuối cùng. Bữa dở. Cần tao vô khiên lên tiếp không? Gặp lộp. Khiên lên tiếp không? Trời ơi là trời. Nặng rồi chừng có ngán cút chổng mày. Rồi bỏ bịch lúa vô đi mày ơi. Mày xui quá. Nó vô được. Nó vô nó cút cút chen vô cỏ hay.